Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài số 6 của phần liên quan đến bài tập vận dụng về este thủy phân trong môi trường kiềm. Thế thì bài này cũng là bài liên quan đến este đa chức. Các em thấy rằng người ta tạo bởi hỗn hợp muối của hai axit và một ancol. Như vậy este này tạo bởi một ancol và hai axit. Số mol este 0,2, số mol này chia ra bằng 24 chia cho 40 là bằng 0,6. Vậy este là este 3 trước rồi. Vậy este là este 3 trước. Như tạo bởi hai axit thôi. Điều đó chứng tỏ rằng nó có dạng là như sau. Đó là R1COO, R1COO và R2COO, tức là có hai gốc axit trùng nhau. Đấy là cái phần este rất là hay. Thế bây giờ nó không bắt tìm este mà nó chỉ bắt tìm công thức của axit thôi, tức là tìm R1 và R2 thôi. Đây. Thế thì không gì khó cả, các em có số mol bằng 0,2 mol este rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm trực tiếp. Nếu không tìm trực tiếp được thì phải biện luận. Thì ở đây chắc chắn là phải biện luận rồi, bởi vì là có thông tin về muối duy nhất, một thông tin này thôi. Thì ta có muối 1 R1COO Na, số mol là 0,2 nhân với 2 lên, bởi vì có hai gốc là 0,4. R2COO Na, số mol có thể là bằng 0,2. Khối lượng tổng của nó là bằng 43,6 gam. Vậy thầy có biểu thức biện luận rồi. Thầy có là 2R1 cộng với R2 bằng, thầy bấm ra luôn, 43,6. Các em trừ đi 43,6 trừ đi 0,4 nhân 67, trừ tiếp 0,2 nhân 67, nghĩa trừ luôn cho nhanh, 3,4 chia cho 0,134 bằng 34. Thì nghiệm thỏa mãn ở đây sẽ là R2 của thầy ở đây sẽ là bao nhiêu? Kiểm tra lại xem, không 34 nghe lạ lắm, kiểm tra lại luôn. 43,6 này. 43,6 trừ đi 67 nhân 0,6 bằng 34, chia cho con số là 0,2 bằng 17, xin lỗi, bằng 17. Đấy, nghi ngờ luôn. 17 thì suy ra thầy có là cái này là 1H. Cái này có thể là 15 là CH3. Như vậy kết quả axit có thể là HCOOH và CH3COOH. Đấy, như vậy kết quả thầy tìm ra được rồi. Nhưng có thể quên mất chia 0,2. Tiếp tục chúng ta sang bài tiếp theo là bài số 7. Bài số 7 của chúng ta cũng là este, và este là este đa chức, và kết quả thầy có luôn 0,1 mol este cho sẵn rồi. NaOH là 10%, 80 gram dung dịch. Như vậy sẽ là 0,2 mol rồi. Tính được luôn. Như vậy este là este 2 chức. Ok. Este 2 chức, nhưng vấn đề xem là cái gì 2 chức, cái gì đơn chức. Thì nó bảo rằng là 2 axit đơn chức và hỗn hợp muối 2 chân chức và một ancol. Vậy nó có dạng đó là một ancol R1COO, R2COO nối với lại R phẩy. Đây là este có dạng tổng quát như thế này. Người ta hỏi là hai axit đó, lại hỏi hai axit, số mol thầy là 0,1. Khối lượng muối, vậy kết quả thầy có là hai muối là R1COONa là 0,1, R2COONa số mol là 0,1 luôn. Khối lượng tổng của nó là bằng 16 gam. Vậy thầy có biểu thức biện luận sẽ là giống với bài số 6 rồi. R1 cộng với R2 của thầy sẽ bằng 16 trừ đi 67 nhân 0,2 bằng 2,6 chia 0,1 26 thì suy ra nghiệm thỏa mãn, các em cho R1 chạy và R2 đuổi theo. Nhìn vào đáp án đi, cái này bằng 1 đi thì cái này có thể bằng 25, góc này 25 rồi, vậy đáp án là A luôn. Ok. Đấy, chú ý hộ thầy là nếu có 25 thì các em không biết gốc gì, các em hãy nhìn vào đáp án. Đây góc này chính là 25. Nhìn vào đáp án này A. Rồi, thông qua hai bài 6, 7 chúng ta có thể đưa ra được những cái kinh nghiệm giải bài toán với este đa chức đơn thuần nhất.